Xin chào quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo 12 vận niên. Vận niên Ngưu Hồi Sơn. Thưa quý vị, Ngưu Hồi Sơn tức là trâu về núi non. Ở núi thì có ít cỏ nhưng có nhiều lá cây non, xanh và xa loài người nên không phải kéo cày, nên tấm thân khỏi cơ cực. Do nếu vận niên phạm vào năm Ngưu Hồi Sơn thì gia chủ ít tài lộc, nên cẩn thận trong việc làm ăn. Chắc có lợi với mình thì mới nên làm. Xét về mặt tình cảm thì trong năm gặp vận niên Ngưu Hồi Sơn thì quý vị có thể gặp một vài xung đột nhỏ như là mất cắp. Do vậy quý vị đừng nên quá nghi ngờ những người xung quanh, rộng lượng tha thứ với mọi người nhằm bớt suy nghĩ tiêu cực và đầu óc thoải mái hơn. Vận niên Hổ nhập nội. Thưa quý vị, Hổ nhập nội là hổ trở về đồng bằng. Sa mạc là nơi ít mồi, có mồi thì mồi không ngon. Do vậy, nếu rơi vào vận niên này thì đừng làm gì mà phải bỏ ra nhiều vốn, nên từ từ chờ thời thế. Về vấn đề tình cảm thì có nhiều suy nghĩ lo âu do con cái mình trong gia đình gây ra. Tuổi của quý vị, nếu tuổi độc thân thì lại hay nghĩ những điều xấu, thị phi, nhưng sẽ gặp nhiều dịp bị giữ chân mình lại. Vận niên Thỏ Lộng Nguyệt. Thưa quý vị, Thỏ Lộng Nguyệt tức là mèo chơi trăng. Khi gặp vận niên này thì năm đó là năm đầy vui vẻ hạnh phúc, công danh như ý nguyện, phải lòng mong chờ đợi bấy lâu. Xét về vấn đề tình cảm thì trong năm gặp vận niên Thỏ Lộng Nguyệt thì gia đình êm ấm, con cái ngoan ngoãn, chuyện tình yêu như ý nguyện, tinh thần phấp phới, tâm hồn nhiều mơ ước, là một năm ước thì được và muốn gì ắt sẽ toại nguyện. Vận niên Long Đắc Vũ. Thưa quý vị, Long Đắc Vũ tức là rồng có cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Nếu vận niên vào năm này thì đây là một năm hay lo lắng cho việc bao đồng, chỉ đi lo lắng việc cho người khác nhưng lại thiệt hại tới bản thân mình. Xét về vấn đề tình cảm thì trong năm gặp vận niên Long Đắc Vũ, muốn được nhiều điều tốt đẹp may mắn thì nên thực hiện vào đầu năm, tránh làm vào cuối năm sẽ không suôn sẻ, dễ gặp xui xẻo. Và đặc biệt quý vị chú ý vấn đề tránh thị phi. Vận niên Xả Hãm Tinh. Thưa quý vị, Xả Hãm Tinh tức là rắn bị té dưới giếng hay bị rớt xuống giếng, lúc này chỉ thấy trời bằng cái lỗ tròn miệng giếng. Phạm năm này quý vị dễ bị tai nạn, nhiều xui xẻo, thị phi, làm việc gì cũng không xong. Cho nên nếu làm việc gì cũng phải dè dặt, không nóng vội vàng và gặp thất bại lớn, quý vị phải chú ý vấn đề thị phi, phòng kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng. Xét về vấn đề tình cảm thì tuy làm ăn không kết quả nhưng tâm hồn được êm ấm, vui vẻ và thoải mái. Vận niên Mã Bị Đao hay còn gọi là Mã Ngộ Đao. Thưa quý vị, Mã Ngộ Đao tức ngựa chiến bị đao kiếm làm bị thương, tức tả xung hữu đột, làm bao nhiêu việc tốt cho người này kẻ nọ, rốt cuộc mình bị thiệt hại. Do vậy khi gặp vận niên này thì quý vị nên thận trọng một tí thì mọi chuyện chỉ là nhỏ nhặt, và quý vị nên phòng ngừa kẻ tiểu nhân hãm hại nói xấu sau lưng. Xét về phương diện tình cảm thì thưa quý vị, chỉ nên nghĩ tới chuyện hôn nhân khi đã thành danh. Vận niên Dương Hồi Ngạn hay còn gọi là Dương Thảo Ngạn. Dương Hồi Ngạn là dê bên bờ cỏ, bên món ăn thích. Do vậy nếu gặp vận niên năm này thì có một năm đầy đủ, sung túc, nhiều hy vọng, công danh toại nguyện, lợi lộc cũng thành. Xét về phương diện tình cảm thì gặp năm vận niên Dương Thảo Ngạn thì quý vị rất thành công, nhưng đừng vì việc này mà sinh kiêu căng, phóng túng, ngang ngược, ngang tàng, không kể gì phải trái thì sẽ mất phước. Làm gì cũng phải có trước sau thì công thành danh toại. Vận niên Hầu Thực Quả. Thưa quý vị, Hầu Thực Quả tức là khỉ ăn trái cây là năm rất tốt. Vận niên năm này khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, do vậy làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều, mua bán đắt hàng, làm ruộng thì bội thu, là một năm vận rất là đỏ. Còn về vấn đề tình cảm thì năm gặp vận niên Hầu Thực Quả nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, vì người ta tin tưởng ở mình rất là nhiều. Hãy tâm sự và chia sẻ thật lòng với người khác, đừng giả dối với mọi người. Vận niên Kê Hồi Viên. Thưa quý vị, Kê Hồi Viên tức là gà về vườn, về với no đủ. Do vậy vận niên năm này là một năm rất là hạnh phúc, vui vẻ, nhiều thức ăn. Năm này cầu gì được nấy, tài lộc quan chức đều được. Năm này mọi việc đều thành công rực rỡ.
Còn về vấn đề tình cảm thì trong năm gặp vận niên cây hồi viên thì việc dự tính này, tính toán từ lâu của quý vị sẽ được thực hiện thành công. Thành công nhờ may mắn và sự liều lĩnh của bạn. Vận niên cầu cuồng phong. Thưa quý vị, cầu cuồng phong hay còn gọi là khuyển cuồng phong là chó bị gió dữ hay trúng gió nên là năm xấu. Gặp một năm không tài lộc, sức khỏe kém, nhiều hoạn nạn. Nếu năm trước là năm Lân Đận thì chắc chắn năm gặp vận niên cẩu cuồng phong là năm lo âu vẫn còn tồn tại. Có thể năm gặp vận niên cẩu cuồng phong sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng quý vị hãy kiên cường vượt qua thì sẽ khắc phục được hạn chế và sẽ giành lại được nhiều thành công. Và xét về phương diện tình cảm thì đừng để trong lòng lúc nào cũng tự ái, nên nghĩ đó là điều tốt để mình cố gắng, nên nhẫn nhịn một chút để sóng gió yên lặng và quý vị sẽ gặt hái được nhiều thành công. Vận niên trư phùng hỏa hay còn gọi là trư bị hỏa. Trư bị hỏa tức là heo bị lửa và thành heo quay. Heo quay là một vật tế thần cho người khác con miệng, cho nên khi làm việc gì cho người khác, quý vị cần phải suy nghĩ chín chắn, thấu đáo rồi hãng làm, kẻo mang hại cho bản thân. Khi quý vị làm việc gì cũng nên hỏi trước và nhờ mọi người xung quanh để giúp đỡ. Và xét về vấn đề tình cảm thì chuyện tình cảm trong năm gặp vận niên trư bị hỏa lại là rất tốt. Năm gặp vận niên trư bị hỏa sẽ không còn cảnh chuyện vợ chồng hay cãi vã như năm trước. Không khí tình cảm các thành viên trong gia đình dễ chịu. Người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu, cuộc sống tươi vui hạnh phúc, tâm hồn hưng phấn. Vận niên thử quy điền hay còn gọi là thử ngộ điền. Thử ngộ điền là chuột gặp đồng lúa rất tốt. Vận niên năm này tiền tài dư giả, của cải dồi dào, tiền bạc không cần cũng đến, công thành danh toại, như ý muốn mọi chuyện sẽ thành công. Và xét về vấn đề tình cảm thì tình cảm trong năm gặp vận niên thử ngộ điền tiến triển rất tốt. Hai người chìm sâu đậm trong tình yêu, tình cảm hai người sẽ gắn kết đậm đà và có thể có cái kết rất là viên mãn. Xin chào quý vị, xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Xin chân thành cảm ơn quý vị